Xin chào tất cả các quý khán giả đã có mặt tại De La Soul ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến với triển lãm Under the Sun 2. Và tôi là Nguyễn Đức Tiến, tác giả của những tác phẩm Mùng Trời Chiếu Đất mà quý vị vừa thưởng thức phía bên ngoài kia. Chắc quý vị cũng đã thấm mệt rồi đúng không? Hãy cùng tôi ngả lưng trên chiếc chiếu thơm này để tôi có cơ hội kể cho quý vị nghe về câu chuyện Mùng Trời Chiếu Đất của riêng tôi. Khi nói đến màn trời chiếu đất thì chắc chắn phần lớn mọi người sẽ nghĩ đến những con người tự do, thích phiêu bạt, thỏa chí tan vọng. Mà chúng ta thường thấy những hình ảnh đó trong những cái câu chuyện kiếm hiệp. Phần nhiều trong số họ là những con người đi theo chính nghĩa, rong ruổi bốn phương trừ gian diệt ác. Họ đi để khám phá chính bản thân của mình. Và mượn ý nghĩa đó, tôi cũng dùng để nói về câu chuyện của chính tôi. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với những chiếc mùng, chiếc chiếu. Tôi còn nhớ là mỗi tối khi ngủ, khi nhìn qua chiếc mùng, mình thấy những hình ảnh thật thú vị. Ngay cả những thứ quen thuộc cũng thay đổi hình dáng của nó bởi sự chuyển động của những tấm vải đan lưới. Và tôi tin là những ai đã từng hay đang nằm chiếu đều từng có khoảnh khắc biến dạng khi ngủ dậy. Về chiếu hằn lên da nhìn rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và mọi người chắc sẽ đồng ý với tôi là ngủ chiếu rất là mát. Và những ký ức kỳ diệu ấy đã thôi thúc tôi tìm về làng chiếu Định Yên để được tận mắt và nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ của nghề làng chiếu truyền thống. Rồi các cô chú ngồi đan tay, cười nói vui vẻ, cách nhuộm lát và đang chiếu hoa thủ công. Tôi đã khăn gói đến Định Yên. Thế nhưng thực tế lại khác với những gì tôi nghĩ. Làng nghề bây giờ hiện đại và phát triển nhiều lắm. Các cô chú không còn đan chiếu bằng tay với các khung dệt thủ công nữa, mà thay vào đó là những chiếc máy đan dệt chiếu hiện đại và cho công suất nhiều hơn trước. Thay vì những hình ảnh truyền thống, tôi đã góp nhặt những câu chuyện, lắng nghe tâm tình của những người con Định Yên cùng với những hình ảnh tư liệu tổng hợp được để kể câu chuyện của riêng tôi, của mùng trời chiếu đất. Đến đoạn này, tôi xin phép dừng lại để giải thích cớ sự.
sao lại có đèn dầu ở đây? Chắc hẳn quý vị cũng sẽ thắc mắc y chang như tôi khi lần đầu nhìn thấy chuyện này. Và khi biết được câu trả lời, thì tôi lại mắc chữ A và một chữ O, vì lý do kỳ lạ nhưng vô cùng thú vị. Đó là vì tại hồi xưa, người dân làng Định Yên chỉ mua bán chiếu vào ban đêm. Tùy theo con nước, chợ chỉ họp nhóm vào tầm giữa đêm cho đến khi gà gáy, và mọi người sẽ phải đốt đèn dầu để soi chiếu. Cũng vì lý do đó, làng còn có tên gọi khác là làng chiếu làng. Những chiếc chiếu chiếc bùng luôn gợi lại cho chúng ta những ký ức đẹp của tuổi thơ trên hành trình phát triển của bản thân. Tôi tin rằng xã hội cho dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa, thì những giá trị tinh thần vẫn nằm đó trong mỗi chúng ta và giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Hành trình đó không có đúng và sai, nhưng chỉ có những ký ức là hành trang để chuẩn bị cho chúng ta trên những hành trình tiếp theo.